Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Tuyển thủ tộc ta đã đợi các vị hồi lâu. Ma khí phóng ra từ bên trong còn nồng nhiệt hơn pháp trận vừa rồi, cảm giác như ùa lên mặt vậy. Huyết mạch của phụ thân đang tiếp tục cuộn trào. Cảnh cáo có hung hiểm không rõ, một khi có nguy hiểm, bắt buộc là phải tiên hạ thủ vi cường. Đây đều là ma tộc tuyển thủ tham gia quyết đấu hả? Hôi quá, rốt cuộc là đã uống bao nhiêu vậy? Thật sự là tuyển thủ hay sao? Nhìn có vẻ yếu quá. Nói không chừng chúng ta đều có thể đánh được đấy. Ma tộc gặp phải lúc hoặc là trầm ổn cẩn thận, hoặc là mạnh như hung thú, dáng vẻ nhếch nhác thế này thật đúng là khiến người ta thấy thất vọng. Sao lại có lý đó chứ? Biết rõ tối nay có khách quý, chủ nhân lại say mềm. Các ngươi rõ ràng là đang sỉ nhục bản thiếu gia. Vị công tử này nói đã nói đùa rồi. Nơi này chính là tiên giới Thái Thanh Châu. Ma tộc ta sao lại là chủ nhân của tiên giới chứ? Ngươi không biết nói chuyện thì ít nói thôi. Mau qua đó ngồi xuống đi. Thời gian ngươi dám ra lệnh cho bản thiếu gia? Được. Vậy ngươi đừng ngồi nữa, đứng đó đi. Dựa vào cái gì bản thiếu gia muốn ngồi? Chẳng thú vị gì hết, phế vật cũng có thể tham gia. Hiện đây bỏ phiếu quyết định vị trí, mặt mũi của quý tộc tiên giới bị hắn làm mất sạch rồi. Ây à, nhân vật có thủ đoạn như vậy, không biết là thần thánh phương nào. Chẳng phải chính là đệ nhất của cuộc thi dự tuyển đó sao? Kẻ thích thu mua nhân tâm đó. Quảng lăng chuyển thế. Ơi, Nguyệt Nhi không ở đây sao? Xin lỗi, thiếu chủ tối nay sẽ không đến đâu. Vừa đến Thái Thanh Châu, thiếu chủ nhìn cảm thấy có chút nạ nước nạ. Có chút nạ nước nên thân thể không được khỏe. Thật là không có cách nào tham gia gặp mặt. Mới rời khỏi tiên giới chẳng bao lâu đã thấy nạ nước rồi. Thật là giỏi giả bộ. Ta thấy à, bởi vì phản bội tiên giới nên không có mặt mũi mà gặp người khác. Đại tiểu thư, đừng tức giận. Hai thánh bàn phím mà thôi. Thánh gì? Theo như tại hạ biết, quảng năng truyền thế ngài cũng là xuất thân từ Thái Nhạc Môn nhỉ? Gọi ta thời gian là được. Tại hạ từng nghe nhiều lần thiếu chủ nhắc đến sự chăm sóc của Thái Nhạc Sơn đối với cô ấy, bởi vì thiếu chủ mới có thể an toàn mà quay về tộc ta. Sự quay về của thiếu chủ không chỉ làm cho phong phú nhận thức của tộc ta về nhân tộc, cô ấy còn đích thân dẫn dắt đại quân tộc ta trên chiến trường giành thắng lợi khắp nơi, lập xuống không ít chiến công. Tiên giới nuôi cô ta, bảo vệ cô ta ngược lại dẫn quân đến đánh người của nhà mình. Bạch Nhãn Nàng, xem ra lời đồn liên quan đến Tô Nguyệt Nhi là thật. Chính sứ có nhầm không vậy? Tô Nguyệt Nhi rời khỏi tiên giới đến hiện giờ, tiên ma hạ giai cảnh, tổng cộng có 3 lần xung đột biên cảnh. Tiên 2 thắng hòa 1. Mà ma tộc lại thượng báo chiến sự. Thất chiến thất thắng, rốt cuộc là kẻ nào của ma tộc đang giấu trên giấu dưới? Nếu như chính sự cảm thấy hứng thú, có thể nói chuyện riêng với ta. Ây, thất lễ, vị này chính là Châu Đại Tư Nguyên hả? Việc quan trọng như vậy, tại hạ chắc chắn là sẽ làm rõ ràng. Châu Tử Vũ, kẻ lắm bắt thọ nguyên trang của hạ giai cảnh, tuổi tác còn nhỏ đã nhận trước Đại Tư Nguyên rồi, lại rõ ràng về chiến tranh tiên ma như vậy, người thế này quả nhiên cũng không giữ được. Mới vừa rồi tại hạ kỳ thật là muốn nói với chư vị, tộc của ta phi thường coi trọng thiếu chủ. Chủ của ta là Cực Dạ, càng có ý thoái vị truyền ngôi cho thiếu chủ, cho nên tối nay mời các vị đến đây. Một là hoàn thành gặp mặt trước thi giữa các thuyền thủ, hai là muốn có một thỉnh cầu với quảng lăng truyền thế. Mời ngài chủ động rút lui khỏi cuộc thi, nhường đệ nhất động phủ cho Nguyệt thiếu chủ. Không lâu trước, tộc ta nghe nói đệ nhất danh của cuộc thi dự tuyển lần này sẽ giết chết thiếu chủ để đổi lấy tử kim chiếu lệnh, cho nên tộc ta mới đến tiên giới trước nhiều ngày như vậy. Nói thật lòng, vốn dĩ chúng ta là muốn mạo hiểm tiên ma đình chiến, ám sát đệ nhất cuộc thi dự tuyển tiên giới.
Nguyệt Nhi tỷ tỷ vừa chết, bọn họ sẽ phát động chiến tranh. Theo lý ma tộc sẽ hy vọng Nguyệt Nhi chết trong tay của thời gian. Vì sao ngược lại muốn hắn rút lui? Lẽ nào tình báo của Tiểu Băng có gì sai sót? Đương nhiên sau khi chúng ta biết được đệ nhất danh là Quảng Lăng chuyển thế thì yên tâm rồi. Lẽ tình đồng môn, chắc hẳn ngài cũng sẽ không thật sự sát hại thiếu chủ đâu nhỉ? Không đúng, hắn là đang thăm dò thời gian, xem hắn rốt cuộc liệu hắn có thật sự giết Nguyệt Nhi hay không. Uống say rồi hả? Nhường ông lội ngươi ý. Nhìn đám phế vật này của các ngươi đi, nếu bạn thiếu nguyện ý, tối nay liền có thể chảm sát các ngươi độc chiếm động phủ. Các ngươi lại có thể làm gì được? Đầu ương khi ăn thức ăn, phần mặt và phần cổ sẽ biến thành màu đỏ như lửa. Để cảnh báo đồng loại lùi ra xa, không để lại gần thức ăn của chính mình. Lúc này tất cả ma tộc đồng thời phóng ra lại tín hiệu này. Cũng chính là nói, bọn chúng nhìn tiên tộc trước mắt giống như là tử thi, chỉ trong chớp mắt phóng ra sự sợ hãi bản năng. Sao có thể, khí thế của ma tộc đã hoàn toàn khác lúc trước. Những ma khí được phóng ra kia giống như là con mồi nhe lanh múa vuốt, chỉ trong chớp mắt liền xé lát cổ tất cả mọi người. Thần hồn bị sợ hãi, chèn ép gần như là rời thể, trái tim bị kích thích không thể nào yên ổn. Ngoại trừ Linh Vân chân nhân, không ai có thể phát ra thanh âm dưới sự chèn ép này. Ta đã bảo ngươi đừng nói chuyện rồi, xem ngượng chưa hả? Không chỉ phát ra thanh âm, còn có thể tùy ý chuyển động. Thời gian cũng chỉ là pháp tướng cảnh thôi, sao hắn lại làm được chứ? Chính sự đột nhiên nhắc đến yêu cầu hà khắc như vậy, khiến ta rất khó xử đấy. Vậy mà chỉ dùng cách đơn giản như vậy đã. Chủ động rút lui đúng chứ? Nếu như ta từ chối thì sao? Nghĩa nào Quảng Năng truyền thế không niệm tình xưa với thiếu chủ năm đó hay sao? Có được Tử Kim chiếu lệnh, ta có thể ngồi lên vị trí tiên chủ. Sự thu hút lớn như vậy bày ra trước mắt, là ngươi sẽ chọn thế nào? Thất lễ. Dựa vào cách làm người của Quảng Năng quân, so với tình cũ, tự nhiên là bù đắp sự mất mát vì kiếp trước, mất đi vị trí tiên chủ càng quan trọng hơn rồi. Nếu là vậy, khen như vậy cũng mới mẻ quá đấy. Hy vọng Quảng Lăng truyền thế hãy ký phần khế ước này, đảm bảo tuyệt đối sẽ không làm tổn thương đến tính mạng và thần hồn của thiếu chủ ta. Đương nhiên đây là thỉnh cầu của cá nhân tại hạ. Vì sao lại là thỉnh cầu cá nhân? Thứ nhất, nếu thiếu chủ bị tổn thương thần hồn và mất đi tính mạng trong trận quyết chiến, chủ ta tuyệt đối sẽ không để yên, mà hai tộc tiên ma sớm đã có giao ước đình chiến. Nói thật lòng, ma tộc ta cũng thu lợi không hề nhỏ, bởi vậy không hy vọng tổn hại phần hiệp nghị này. Thứ hai, quyết chiến lần này chúng ta thân mang trách nhiệm bảo vệ thiếu chủ. Nếu như cô ấy xảy ra chuyện, chúng ta cũng sẽ bị xử cực hình. Vì vậy về công về tư, tại hạ đều bắt buộc là phải bảo vệ tốt thiếu chủ. Ý của ngươi là nếu ký phần hiệp nghị này sẽ có thể tránh được cụng diệt hai bên tiên ma đều thua. Quyết chiến vốn là việc người chết ta sống, hiệp nghị này đồng nghĩa với đổi một cách khác để khiến thời gian nhận thua. Kế hoạch của thời gian có lẽ là chủ động nhận thua trong cuộc quyết chiến để bảo vệ Tô Nguyệt Nhi. Nhưng phần hiệp nghị này của ma tộc nói không chừng là một cái bẫy gì đó. Dựa vào sự thận trọng của thời gian, hắn sẽ không thể lao ký. Trước tiên là dùng rút lui để thăm dò, biết rõ ý nguyện của thời gian sẽ giết Nguyệt Nhi thì lại đưa ra phần hiệp nghị này. Bề ngoài là bảo vệ chu toàn cho Nguyệt Nhi, thực tế ma tộc nhất định sẽ nghĩ cách để Nguyệt Nhi chết trong tay của thời gian, từ đó lấy lý do thời gian phản lại hiệp nghị mà phát động chiến tranh. Như vậy thì vừa có thể diệt trừ Tô Nguyệt Nhi, phát động chiến tranh, còn có thể chiến cho Quảng Lăng truyền thế gánh trên lưng trách nhiệm gây ra chiến tranh. Ma tộc một mũi tên trúng ba đích, tiên tộc lại thất bại hoàn toàn. Thời gian rất nhiều việc đều có thể xoay chuyển cục thế,
nhưng việc ngoại giao, đàm phán giữa tiên ma thế này, ta vẫn là có kinh nghiệm hơn, không bằng để ta. Nhiều chữ quá đi. Nói đến nói đi chính là không để ta, đừng đả thương thiếu chủ của các ngươi thôi, tính ra thì cô ấy còn là sư tỷ của ta nữa. Tỷ và vị trí tiên chủ, cái nào càng quan trọng hơn sao? Chữ ma tộc, ta cũng không hiểu, phải tìm người phiên dịch mới được, hiệp nghị này có lợi ích gì đối với ta chứ? Ngươi muốn có gì, mỹ nữ, thọ nguyên, chân bảo, tộc ta đều có thể đáp ứng. Không bằng tăng thêm một điều kiện trên khế ước. Nếu như ta làm theo hiệp nghị, không làm hại thần hồn và tính mạng của thiếu chủ người, sau cuộc thi động phủ, ma tộc không được mang đi bất kỳ thứ gì của tiên giới ta. Kỳ nạ, vì sao hắn lại đưa ra yêu cầu này? Lẽ nào Quảng Lăng truyền thế đã biết việc gì đó? Cuộc thi động phủ mỗi năm, các ngươi nấy đi không ít thứ tốt từ tiên giới ta, khiến nhân tâm hoảng hốt không thể nào yên ổn. Nếu như có thể dùng một tờ khế ước này đổi lấy dân tâm an ổn, ta cũng không tính là quá thiệt. Quảng Lăng truyền thế hy sinh lớn như vậy, tộc ta tự nhiên nên thể hiện gì đó. Tại hạ lập tức lệnh cho người thay đổi hiệp nghị, dùng cách này để đổi lấy yên ổn cho bình dân, đương nhiên là không thiệt. Không cần biết là ở hạ giai cảnh hay là trung giai cảnh, Quảng Lăng truyền thế vẫn luôn dành dân tâm cho chính mình. Mục tiêu của hắn còn xa hơn là cả đám tiên giới quý tộc này. Tiếc rằng tranh giành được dân tâm cũng vô ích thôi. Lần này chúng ta không cần dẫn theo bất kỳ thứ gì. Dù gì sau cuộc thi động phủ, cả Thái Thanh Châu đều là của ma tộc rồi. Tốt, có Linh Vân chân nhân làm chứng, phần hiệp nghị này sẽ do thượng giai cảnh cất giữ. Mời chính sứ tuân thủ hiệp nghị, sau cuộc thi quyết chiến, đừng mang đi bất cứ thứ gì của tiên giới. Cũng mong Quảng Lăng truyền thế nhất định là phải tuân thủ hiệp nghị, tuyệt đối không làm tổn thương đến tính mạng thần hồn của thiếu chủ tộc ta. Vậy thì tiếp theo đây bắt đầu gặp mặt, tuyển thủ tiên ma lần lượt làm quen đi. Mau tỉnh đi, đừng ngủ nữa, giúp một tay, đỡ chủ tử của các ngươi nên. Vị trí thứ 10 của tuyển thủ tiên tộc, quý tộc Bạch Ngọc Nhu, pháp tướng cảnh. Vị trí thứ 10 của tuyển thủ ma tộc, quý tộc Hiển Na Cầu, nguyên võ cảnh. Đấu sĩ của Hắn Giáo Lô, nguyên võ cảnh. Vị trí thứ 8 của tuyển thủ tiên tộc, học viên Cốc Nha, pháp tướng cảnh. Vị trí thứ 7 của tuyển thủ tiên tộc, học viên Không Thành, danh túc cảnh. Vị trí thứ 7 của tuyển thủ ma tộc, quý tộc Tiếu Diện Thánh, danh túc cảnh, không có đấu sĩ. Vị trí thứ 5 của tuyển thủ tiên tộc, đấu sĩ Ba Ô, nguyên võ cảnh. Vị trí thứ 5 của tuyển thủ ma tộc, quý tộc Bất Túy, danh túc cảnh, đấu sĩ Khê Cẩu, danh túc cảnh. Vị trí thứ 4 của tuyển thủ tiên tộc, quý tộc Công Tôn Niệm, danh túc cảnh. Vị trí thứ 4 của tuyển thủ ma tộc, quý tộc Âm Âm, danh túc cảnh, không có đấu sĩ. Thất lễ, tại hạ là vị trí thứ 3 của tuyển thủ ma tộc, thực hàn nguyên võ cảnh. Ây à, xem ra đối thủ của tại hạ chính là nhị công tử, nổi tiếng của Tả gia này rồi. Thời gian pháp tướng cảnh, cửu nguyệt, trình dĩ viễn pháp tướng cảnh, tông lập nguyên võ cảnh, tả tông vũ pháp tướng cảnh, liễn hàn thực nguyên võ cảnh, công tôn niệm danh túc cảnh, âm âm danh túc cảnh, ba ô nguyên võ cảnh, bất túy danh túc cảnh, châu tử vũ pháp tướng cảnh, tháo thú danh túc cảnh, không thanh danh túc cảnh, tiếu diện thánh danh túc cảnh, cốc nha pháp tướng cảnh, chính bất a danh túc cảnh, lý phong pháp tướng cảnh, ngọc xanh công tử danh túc cảnh, bạch ngọc nhu pháp tướng cảnh, hiển na hầu nguyên võ cảnh. Vậy thì chư vị, chúng ta lại gặp trên chiến trường quyết chiến. Đối thủ là danh túc cảnh à, lỡ như ở trong quyết chiến làm tổn thương thần hồn, thì sẽ không thể nào phi thăng thượng giai cảnh nữa. Công bằng nhận sai với phụ thân trước, ít nhất còn có thể giữ thần hồn hoàn chỉnh. Lão đầu tử, thần hồn sớm đã bị thương rồi. Nhưng Tiếu Diện Khánh kia vừa ngửi đã thấy thích giết người, lão đầu tử chuyên chữa bệnh, cũng không biết là có thể thắng hay không.
hay là trực tiếp rút lui đi? Rút lui rồi thời gian có thể trả lại thọ nguyên hay không? Được rồi, tất cả đừng than vãn nữa. Tuyển thủ của ma tộc mặc dù cường đại, nhưng bắt đầu từ ngày mai, chỉ cần làm theo cách huấn luyện năm đó của Quảng Năng Sư Tôn, chắc chắn có thể thắng được bọn họ. Ninh Vân chân nhân, đó rốt cuộc nào huấn luyện thế nào vậy? Hoảng cái gì, ngày mai tự nhiên là sẽ biết thôi. Nguyệt Nhi, vì sao lại không tham gia gặp mặt chứ? Nghĩa nào ma tộc đã giam lỏng cô ấy rồi sao? Nguyệt Nhi có thể chăm sóc tốt cho chính mình, chưa kể đến còn có đại sư huynh theo nữa. Cô ấy sẽ không có việc gì đâu. Thời gian, Tiểu Băng còn nói với ta, ở trung giai cảnh, huấn luyện Nguyệt Nhi là Ly Dực. Năm đó Ly Dực giết chết Tô trưởng môn, gần như đã diệt toàn bộ Thái Nhạc môn. Hiện giờ Nguyệt Nhi lại bắt buộc ngày ngày đối diện với kẻ thù, thậm chí còn phải tiếp nhận sự huấn luyện của hắn. Ma tộc bề ngoài thì nghe theo, nhưng sau lưng thì không biết sẽ ghét bỏ Nguyệt Nhi đến mức nào. Cô ấy rốt cuộc đã làm thế nào để kiên trì đến hiện tại vậy? Lại dùng tâm trạng gì để đối diện với mọi thứ? Ta muốn đến ma tộc biệt quán một chuyến nữa. Dựa vào thân phận của người, báo quân tình của ma tộc để giao dịch với Liễu Thực Hàn, hắn có lẽ sẽ đồng ý để ta gặp Nguyệt Nhi. Đại tiểu thư đợi đã, nếu không thể nào tận mắt gặp được Nguyệt Nhi bình an vô sự, huấn luyện sau đó ta cũng khó mà tập trung. Đại tiểu thư, cô nghe ta nói đã. Ơi, thời gian, ngươi làm gì hả? Thả ta xuống. Đáng ghét. Cô đánh ta làm gì? Ta chẳng làm gì hết. Ngươi vừa rồi đã sờ đến. Là ta. Là ta đây. Nguyệt Nhi. Uầy, đã sắp xưng thành bánh bao rồi, thảm quá. Cô nghĩ là do ai hại hả? Ta cũng chỉ là muốn đùa với Tử Vũ mà thôi. Xin lỗi, ta còn tưởng là thời gian. Không sao, cố hai ngày là tan thôi. Thời gian sẽ không trách cô đâu. Này, cứ nói như là chẳng liên quan đến cô vậy. Đừng có mà nóng tính vậy mà, lao, bớt nóng đi, nóng. Cho nên khi gặp mặt ở ma tộc, cô đã ẩn tức ở gần đó. Sau khi kết thúc đã lén theo chúng ta về sao? Lợi hại. Bí thuật hí nha chỉ có kế thừa huyết mạch của cực dạ mới có thể tu hành cao giai hồn pháp. Đến Ninh Vân chân nhân cũng không phát hiện ra ta. Nhẹ thôi. Nhẹ ra lên chườm đá trước chứ. Thế này sẽ càng sưng hơn thôi. Lúc đầu ta chỉ có thể nín thở 60 hơi, nhưng mà trải qua huấn luyện, hiện giờ hơi thở nửa canh giờ cũng không thành vấn đề. Vất vả quá nhỉ, nhưng huấn luyện kia. Đùa thôi, ta chính là ma tộc thiếu chủ, ngày nào cũng ăn ngon ngủ yên đấy. Muốn luyện tập thì luyện tập, không muốn thì đi chơi, ai dám nói không cơ chứ. Ngược lại là ngươi, sau khi đến Thái Thanh Châu, ta đã nghe nói cái gì mà Quảng Lăng truyền thế từ Bỏ Châu Tử Vũ, còn cùng tình nhân kiếp trước của hắn, Châu Mị lăn lộn cùng nhau. Lúc ở hạ giai cảnh, ta đã từng giao thủ với Châu Mị, ra tay độc ác lại thích giày vò nhân tâm. Tử Vũ không bị ả bắt nạt chứ? Cái gì chứ? Ta mới là người bị bắt nạt đây, còn bị ép hẹn hò riêng với cô ta. Hẹn hò riêng? Đúng vậy, còn không chỉ một lần. Thời gian đợi đã. Ta phải chơi cùng cô ta, đút cho cô ta ăn hoa quả, thậm chí còn để ta ngồi lên đùi cô ta, ta muốn hôn. Ngươi đừng nói nữa, Nguyệt Nhi. Cô đừng vội, ta đã ngăn cản, bọn họ không có hôn nhau. Còn hẹn hò kia, chính là chơi cùng với linh thú, không làm việc gì quá đáng hết. Nguyệt Nhi, cô làm sao vậy? Nguyệt Nhi, ta đã nói sai gì sao? Vì sao lại ghét? Lại hết ta chứ, thời gian. Hôm nay bọn họ đều nói ngươi lằng nhằng khắp nơi ở trung giai cảnh, còn cùng Châu Mỹ, và gọi nhau là mụ điên và tên du đãng, nhưng ta chẳng tin lời nào hết. Gia hỏa nhà ngươi vậy mà lại cô phụ sự tín nhiệm của ta. Nói, có phải ngươi là loại dâm dê kia không? Nói đi. Không phải là Tử Vũ ngăn cản,
hai người các ngươi có phải đã hôn nhau rồi không? Nguyệt Nhi, trên người cô những vết thương này từ đâu mà ra vậy? Là ly dực hay sao? Ây à, huấn luyện mà, va chạm là không thể nào tránh được. Để ta xem, đừng chạm vào ta, việc của ngươi còn chưa nói rõ đâu. Hai người yên tâm đi, ta huấn luyện rất tốt, hiện giờ đã là nguyên võ cảnh rồi. Không chỉ có thể ẩn tức nửa giờ, hơn nữa tốc độ cũng nhanh hơn rồi, còn nhanh hơn thời gian ngươi nữa đấy. Thật đấy. Cùng với ta trưởng thành nên, thì những vết thương đó chẳng tính là gì hết, rất xứng đáng. Đúng rồi, không bằng chúng ta tỉ thí đi. Nguyệt Nhi, đem quả trứng gà này ném ra xa, ai cướp được trước thì người đó thắng. Được thôi. Ta có bạch bất thải, thua rồi thì đừng khóc đấy. Chuẩn bị. Đợi chút, cô xác định muốn chính mình ném sao? Đúng vậy Nguyệt Nhi, cô tự mình ném thì khởi bước sẽ chậm lại. Đợi cô hoàn thành động tác ném thì thời gian đã tiếp được quả trứng rồi. Không sao hết, xem ta thắng hắn thế nào đây, bắt đầu. Ngươi thua rồi. Thế nào hả? Vẫn là ta nhanh hơn đúng chứ? Rõ ràng đã về nhà rồi, nhưng vẫn cố tỏ vẻ, cố giả vờ vui vẻ, không muốn chúng ta lo lắng. Nhưng ngày này rốt cuộc là đã phải chịu bao nhiêu khổ, chịu bao nhiêu ủy khuất vậy? Cô đều có thể nói với chúng ta mà. Nguyệt Nhi ngốc. Ây à, sao ngươi lại về đây vậy? Đây là gì, mèo hồ ly? Nguyệt Nhi con về rồi à? Sư tôn, nghe lão phu nói ma tộc sứ đoàn đến Thái Thanh Châu, nên nghĩ Nguyệt Nhi có lẽ cũng quay về rồi, ai ngờ vận khí lại tốt như vậy, con vậy mà lại ở chỗ thời gian. Gây rồi, có phải ở ma tộc ăn uống không quen hay không? Không sao, lão phu làm mấy món con thích ăn nhất, đợi lát nữa ăn nhiều chút nhé. Không có, con ở ma tộc ngày nào cũng ăn uống no say, tùy lúc đều có người chăm sóc. Con đã tăng cân rồi. Kỳ lạ, con làm sao vậy? Sư tôn xin lỗi, con không muốn khóc đâu, con. Sư tôn, con. Đứa trẻ ngốc, về nhà rồi, muốn khóc thì khóc đi. Con nhớ mọi người lắm. Nơi ở của Tô Nguyệt Nhi, ma tộc biệt quán. Ây, mẫu tử đoàn tụ rồi. Tư Mã Tiến, ngươi còn dám cản đường chúng ta đến Thỉnh An thiếu chủ nữa, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Ta đã nói rồi, thiếu chủ đang nghỉ ngơi, kẻ nào dám xông vào thì đừng trách ta không nể tình. Khẩu khí lớn lắm, tông lập ta chẳng qua là nghe nói thiếu chủ ở đây nên đến thăm, ngươi lại muốn động thủ. Được rồi, tông lập ta ngoại trừ mụ vợ ở trong nhà thì chẳng sợ ai đâu, đánh một trận. Ây à, chư vị đừng thất lễ như vậy, đến nay chúng ta thân ở tiên giới, nên cùng nhau đối ngoại, tuyệt đối đừng nội đấu tự tổn hại hòa khí của nhà mình. Chào buổi sáng, ta vừa tập thể dục buổi sáng xong, mọi người đều đến rồi hả? Thiếu chủ, người về rồi hả? Chúng ta là đặc biệt đến Thỉnh An thiếu chủ, khách khí vậy thật là ngại quá. Xem ra cơ thể của thiếu chủ không có vấn đề gì, chúng ta cũng yên tâm rồi, lão hủ cáo từ. Đứng lại, các ngươi không phải đến Thỉnh An thiếu chủ hay sao? Quỳ xuống, hành lễ rồi mới được đi. Muốn gây chuyện? Chúng ta là đến xem cô ta có cấu kết với tiên tộc hay không mà thôi, hỗn xược. Chủ tử, cái bệnh những lời trong lòng đều nói ra của ngài, lúc nào mới chịu đổi đây? Ngươi lưu lại, ma khí của thiếu chủ một khi biến mất thì lập tức thông báo. Đại sư huynh, ta đi tắm trước, để bọn họ đều nuôi xuống đi. Alo, ngươi canh ở đây, kẻ nào dám làm loạn thì giết không tha. Thật là phiền phức, khai hội còn phải đi Thỉnh An trước. Hết cách, thiếu chủ đã tập được bí thuật hí nha, hành tung bất định. Nỡ như khi khai hội cô ta lại ẩn tức ở bên cạnh thì phiền phức lắm. Cô ta tà khí vậy sao? Quảng lăng truyền thế có thể giết chết ả không? Ai biết được chứ, nói không chừng hắn ký hiệp nghị là tìm một cái cớ cho chính mình mà thôi. Nghe nói hắn ở Bình Dương Thành, một chiêu giết gần nửa số ly gia quân.
Chắc hẳn thực lực có lẽ là ở trên thiếu chủ. Sợ gì chứ, cho dù hắn giết không được, chúng ta cũng sẽ giúp hắn giết. Thúc thúc ta phụng mệnh ma chủ đi tìm hắn, kết quả bị đánh cho tàn phế một cái chân. Món nợ này ta nhất định là phải tìm hắn tính rõ ràng. Nhưng mà Châu Tử Vũ đúng là xứng với tiên giới đệ nhất mỹ nhân. Ngọc Xanh ca ca, đã nói huynh không được khen nữ nhân khác rồi. Chư vị, cách động phủ quyết đấu vẫn còn 19 ngày. Trong thời gian này, chúng ta bắt buộc là phải đem 10.000 đại quân bí mật dẫn vào Thái Thanh Châu. Trên trận quyết chiến thiếu chủ vừa chết, chúng ta liền có thể cùng đại quân tứ phương trong ứng ngoại hợp, triệt để công chiếm Thái Thanh Châu. Cho nên tiếp theo cần mọi người đồng tâm hiệp lực, trong vòng 4 ngày hoàn thành 3 việc tiếp theo. Lấy được tiên giới thông hành lệnh, để 10.000 đại quân phân thành nhiều lần tiến vào Thái Thanh Châu. Âm âm, Ngọc Xanh công tử, sở thuộc Hắc Đồ Công, thu thập đủ quân lương cho 50.000 binh sĩ ăn trong vòng nửa tháng. Chính Bất A, Tiếu Diện Thánh, Bất Túy, sở thuộc Huyết Sát Công, Thái Thanh Châu không thể nào dẫn lượng lớn binh khí chiếm ma khí, cho nên cần phải thu thập vũ khí cung cấp cho 10.000 đại quân sử dụng. Tông Lập, Hiển Na Cầu, Thú Thú, sở thuộc Cốt Khiêm Công. Sao hả? Ngươi đây là muốn sắp xếp nhiệm vụ cho ta? Ây ya, thất lễ, tại hạ chỉ là nhất giai bình dân. Được Tam Ma Công coi trọng, để tại hạ làm chính sứ ở trong lần xuất chinh này, tự nhiên phải tuân thủ nguyên tắc công bằng. Tại hạ đã đem nhiệm vụ viết lên giấy, mời chư vị tự phái một đại diện để bốc thăm quyết định nhiệm vụ của chính mình. Trước khi phân phối nhiệm vụ, vẫn là nói trước Thái Thanh Châu phải phân thế nào đi. Thái Thanh Châu còn chưa đánh được, hiện giờ phân đất có phải là quá sớm rồi không? Làm tiểu nhân trước rồi làm quân tử, sau trận chiến này còn phải ứng phó phản công của tiên tộc, làm gì có thời gian mà phân chia chứ. Nói đúng lắm, phân ít thì Huyết Sát Công sẽ không tha cho đâu. Địa đồ của Thái Thanh Châu lấy ra đây. Địa đồ, giao ra địa đồ. Ta muốn địa đồ, đưa địa đồ cho ta. Lấy ra đây, lập tức ngay lúc này. Đây chính là địa đồ của Thái Thanh Châu. Mặc dù nói trước mắt có rất nhiều vùng đã hoang phế, nhưng chỉ cần đầu nhập lượng lớn tiên tộc lô dịch là có thể khai thác lại được. Theo lý mà nói, lần này hiếm khi tam công hợp tác, sau khi việc thành sẽ phân thành quả công bằng. Đương nhiên là phân chia theo độ tuổi rồi. Huyết Sát Công xây dựng vị trí tam sát công sớm nhất. Hắc Đồ Công, Cốt Khiêm Công, thấy não nhân gia ngài cũng phải xưng một tiếng huyết não. Một đám nhóc con tuổi còn nhỏ, đứng lên cũng không so được với Huyết Sát Công. Ngoan ngoãn lùi sang một bên đi. Cậy lớn bắt nạt bé cũng phải phân rõ tình hình. Lần này xuất trình, Cốt Khiêm Công đã phái 30.000 tinh binh. Muốn phân cũng phải phân theo quân lực. Hiển Na Cầu, ngươi nào muốn tranh với nã phù? Nếu vì chủ mình thôi. Đều vì chủ mình thôi. Muốn so thì phải so tài lực. Khai thác Thái Thanh Châu cần nuôi dưỡng bao nhiêu lô dịch, tiêu bao nhiêu thọ nguyên, đám quỷ nghèo các ngươi trả lỗi hay sao? Theo ta thấy Thái Thanh Châu tốt nhất là đưa hết cho Hắc Đồ Công. Nhà đầu thối nói ai nghèo hả? Ông nôi quản giáo ngươi vậy sao? Ai đáp lời thì người đó thì là nói người đó. Đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ à. Ngọc Sinh ca ca, ta sớm đã thành niên rồi. Đừng cãi nữa, cẩn thận tổn thương hòa khí. Vẫn là để não hổ phân lưu thay mọi người đi. Đây là phần của Hắc Đồ Công, đây là phần của Cốt Khiêm Công. Việc khổ công như là khai thác Thái Thanh Châu thì giao hết cho Huyết Sát Công vậy. Đừng đánh thú thú. Tông Tông, ngươi chảy máu rồi. Ây, Tông Lập chỉ là muốn cứu thú thú. Chính Bất A, ngươi vì sao lại đánh Tông Lập đến chảy máu hả? Đồng tộc muốn tương thân tương ái, ngươi vì sao lại nóng tính như vậy? Là hắn động thủ trước, hiện giờ ai càng nóng tính hơn chứ? Chúng ta là bằng hữu mấy trăm năm, ngươi lại đem Tông Lập đánh chảy máu rồi. Bằng hữu mấy trăm năm đấy? Bằng hữu cái gì? Hai chúng ta không phải một trận doanh. Kẻ điên mau ra tay. Đau đau. Tông Lập hôm qua còn cho ngươi uống rượu, vì sao ngươi lại mắng ta? Ngươi thật khiến Tông Lập đau lòng. Cả
cần gì phải phân đến phân đi. Cuối cùng ai sống sót, Thái Thanh Châu thuộc về người đó. Nhà đầu thối, xem ngươi gây ra cả một mớ hỗn độn đi. Các ngươi cứ từ từ đánh, sau khi thành việc rồi thì Ngọc Sinh chỉ cần Châu Tử Vũ thôi. Có được Châu Tử Vũ chính là có được tất cả thọ nguyên trang của tiên tộc. Không hổ là con trai của Hắc Đồ Công, tính toán hay lắm. Đừng có nghĩ Ngọc Sinh phức tạp như vậy, ta chỉ đơn thuần thích mặt cô ta thôi. Ngươi nói như vậy Tông Lập không vui đâu, ta còn thèm khát thân thể cô ta nữa. Đến lúc đó ngươi lấy đầu cô ta, Tông Lập lấy thân xác của cô ta có được hay không? Ngọc Sinh ca ca, đừng nói chuyện với hắn, bệnh điên sẽ truyền nhiễm đấy. Không đúng, Ngọc Sinh ca ca thật là đáng ghét, vậy mà lại ở trước mặt của Âm Âm nói muốn nữ nhân khác. Đã nói đợi ta trưởng thành rồi sẽ cưới ta mà. Đã mấy chục năm rồi cũng không thấy ngươi trưởng thành mà. Ngươi từng nói thích mặt Âm Âm, lại nói Âm Âm đã rất cố gắng bù đắp rồi mà. Ra thể thống gì nữa hả? Liễu Thực Hàn, Liễu Thực Hàn, đây là hội nghị do ngươi chủ trì. Người đâu, người đâu? Ây à, đoàn đội thật là khó dẫn.